Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy Pháp Lưu chào các học trò. Buổi sáng nay vô tình thầy Pháp Lưu nghe được một cái băng giảng của trưởng lão, lời trưởng lão về trình bày phương án thành lập trung tâm an dưỡng để phát triển chánh pháp. Thế thì sau khi nghe xong thì thầy Pháp Lưu mới giật mình. Thầy Pháp Lưu thực ra cũng chưa nghe đầy đủ cái lời này của trưởng lão bao giờ. Nhưng mà sau khi nghe cái đoạn băng ấy, mình giật mình. Hóa ra thầy trò thầy Pháp Lưu đang có cơ may hoàn thành rồi. Thầy mới chợt khởi niệm tác ý, nghĩ rằng mình sẽ phải trình bày trước mọi người cả nước, những người yêu mến chánh pháp, yêu mến trưởng lão Thích Thông Lạc, về phương án của mình theo lời dạy của trưởng lão. Phương án mình cũng có thể đưa nó trở thành một dự án tiêu biểu cho cả nước. Tại sao không nhỉ? Tại sao không? Sự thành tựu của làng Nguyễn Thủy Yên Bái, tại sao không lại trở thành một điển hình mẫu để cả nước cùng học theo những điều này? Cho nên buổi tối hôm nay, thầy Pháp Lưu xin chia sẻ cái vấn đề, chủ đề ngày hôm nay, đó là dự án làng Nguyên Thủy. Cái này thầy Pháp Lưu cũng đã nghĩ từ rất lâu. Sau khi rời bước ra khỏi cửa thất, làm chủ hoàn toàn, thầy Pháp Lưu đang nghĩ vấn đề này. Thực ra cái này nó đã nhen nhóm từ lâu. Mình sẽ phải làm cái gì đó dẫn dắt mọi người hoàn thành trọn vẹn ước nguyện của trưởng lão, để tiếp nối chánh pháp, để xây dựng chánh pháp một cách thiết thực, phù hợp, khéo léo. Chúng ta thấy rằng hiện nay cả nước không thể làm nổi, không thể nhúc nhích nổi. Nó có nhiều nguyên nhân lắm. Nhiều nguyên nhân mà cả nước cứ làm nên hỏng, lập trú xứ nên lại tan tành, làm nên lại hỏng, tốn tiền, tốn của, làm khổ thầy, khổ trò, khổ Phật tử. Tiêu tan công sức. Nguyên nhân do đâu? Tí nữa thầy Pháp Lưu mới nói. Thầy Pháp Lưu sẽ nói nguyên nhân do đâu mà làng Nguyên Thủy thành công đến giờ phút này. Tại sao tự nhiên 3 năm nó lại có một cái trú xứ yên bình kỳ lạ, hàng chục thất tu, đầy đủ mọi cái duyên lành.
tại sao lại có một cái ngôi làng nó kỳ lạ nhất thế gian nó mọc ở đây? Nó có nguyên nhân của thành công. Nhưng hôm nay Thầy Pháp Lưu muốn trình bày với mọi người rõ ràng về dự án làng Nguyên Thủy. Khi đã cán cái dấu mốc đầu tiên sau hơn 3 năm, thì nay chúng ta đặt dự án lớn, dự án cho một ước vọng lớn lao, cho một niềm tin lớn lao hơn. Đó là dự án là một cái phương án của những dự định. Và có lẽ thầy trò thầy Pháp Lưu khắp nơi đang có một cơ duyên lành chắc chắn, vững chắc để mà hoàn thành cái việc này một cách trọn vẹn. Trước bao nhiêu gian nan sóng gió, nó sẽ đi đến trọn vẹn. Có lẽ rằng đây là một điểm lành, là một cơ may cho chánh pháp, là một con đường mở ra cho chánh pháp, một con đường phát triển. Có thể nó sẽ trở thành huy hoàng. Có lẽ lắm chứ. Trên đời này có điều gì là không thể xảy ra? Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Thiện hay ác, cái gì cũng có thể xảy ra. Cho nên có lẽ hôm nay 3 năm đầu tiên, thầy Pháp Lưu xin báo cáo cái kết quả thực hiện ước nguyện với các trò. Cho nên trong 6 điều hòa hợp thì có cái điều ý hay đồng duyệt. Cái gì ý hay đem ra để mà tìm sự đồng lòng hòa hợp cùng làm. Cho nên ý hay đồng duyệt. Trong 6 điều hòa hợp Đức Phật dạy: lợi hòa đồng quân, khẩu hòa vô tranh, lời nói sống với nhau an hòa, không tranh cãi, không tranh đấu, thù hận. Lợi hòa đồng quân là sống giúp đỡ, chia sẻ bình đẳng với nhau. Thân hòa đồng trụ, sống chung bên nhau, tu hành chân chính. Giới hòa đồng tu, cùng nhau thực hành giáo giới của Đức Phật. Ý hay đồng duyệt, cái gì hay, cái gì tốt thì đem ra cùng mà bàn bạc, để mà cùng thống nhất. Đời sống ấy là đời sống giải thoát của nhà Phật, đời sống thiên đàng cực lạc của nhà Phật. Đó là 6 điều hòa hợp mà có lẽ chăng thầy Pháp Lưu đi rất nhiều nơi, rất nhiều nơi, nhưng thầy Pháp Lưu thấy không tự ngã, không tự kiêu căng, nhưng thầy Pháp Lưu cảm nhận thấy hiện nay có làng Nguyên Thủy Yên Bái thực hiện đúng điều này, đời sống đúng 6 điều hòa hợp này. Nếu ai đến đây sống thì biết, sống lâu ở đây thì biết 6 điều hòa hợp đã được thực hiện một cách nghiêm chỉnh. Ai cũng tôn trọng 6 điều hòa hợp này, trừ một vài người mới còn trệch choạc thôi, tâm chưa xả. Chứ còn hầu hết thầy trò làng tu, từ các thầy các cô, cư sĩ Phật tử, ai cũng tôn trọng 6 điều hòa hợp của ngôi làng kỳ lạ này. Vậy thì trên cái sự đoàn kết ấy, tại sao chúng ta không nghĩ đến việc lớn hơn? Chúng ta có làng rồi mà, có nền móng vững chắc rồi mà, có đời sống đạo đức vững chắc rồi,
có ý thức vững chắc rồi, có niềm tin vững chắc rồi, tại sao lại không nghĩ điều lớn hơn, lên tới tầm cao hơn? Thầy Pháp Lưu buổi chiều nay ngồi nghĩ, và tối nay trình bày phương án. Về cái làng Nguyên Thủy hiện nay thì chúng ta phải biết soi xét nhân quả, nhân duyên hiện tại. Hiện tại ngày nay về mặt pháp luật, giáo hội không bao giờ cho phép lập tịnh xá. Tịnh xá, lập chùa chiền tu viện trái pháp luật. Nếu lập nên, tụ tập đông người làm trái pháp luật, vi phạm luật cư trú, vi phạm luật đất đai, vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo, chắc chắn chính quyền sẽ dẹp. Bởi vì luật pháp mỗi nước sở tại nó có cái trên cái dựa trên cái nền tảng hiện tại về mặt xã hội, cho nên chúng ta không được chống đối chính quyền. Ai mà chống đối chính quyền để mà đạt được mục đích của mình, mong đạt mục đích của mình mà để đi chống đối lại luật pháp, chống đối lại chính quyền, thì người đó chưa hiểu gì hết về đạo Phật. Cho nên hôm nay thầy Pháp Lưu mới nói cái vấn đề của thầy Thanh Thiện. Thầy tu chẳng biết chứng cái gì thì thầy Pháp Lưu không cần biết. Nhưng là một người tu đạo Phật phải giữ cái nền đạo đức nhân quả. Thầy không ở trong nước dìu dắt giúp đỡ những người khổ đau trong nước. Thầy ra nước ngoài tung tăng, thầy quay về thì chửi chính quyền, gây ra cái sự thù hận giữa những người, giữa chính quyền và những người học trò của trưởng lão Thích Thông Lạc, gây ra sự nghi ngờ. Như vậy là gieo nhân quả ác. Người nào mà gieo nhân quả như vậy, Đức Phật dạy rằng vua quan là người cầm đao, đừng động đến nhân quả của người cầm đao. Đó là nhân quả mất đầu. Ngày xưa Đức Phật không bao giờ đi chống đối vua quan, mà Ngài rất tôn trọng vua quan. Khi vua quan đến, Đức Phật nói: Tâu Đại Vương, sứ Đại Vương có giữ được luật và pháp ấy không? Cho nên các đại vương đều rất, vua quan đều rất tôn kính Đức Phật. Cho nên thầy Thanh Thiện, Ronan Trường, thầy phải lui đi. Lui cái khẩu nghiệp gây nhân quả, đạo đức xấu ác ấy đi. Chứ thầy là A-la-hán thì thầy Pháp Lưu không có biết. Thầy có thể nói với người khác, chứ không thể nào mà nói với thầy Pháp Lưu được. Mặc dù lâu nay thì thầy có chửi bới thầy Pháp Lưu thì thầy Pháp Lưu không có thù hận gì. Thầy Pháp Lưu có nhiệm vụ của thầy Pháp Lưu, dìu dắt con người đi đến hết khổ. Thầy Pháp Lưu làm những cái nhiệm vụ mà lương tri cho phép. Cho nên thầy cứ ở nước ngoài thầy hết chửi ông Bảo Nguyên, chửi ông Pháp Lưu, chửi tùm lum cả. Nhưng mà ở trong nước thì là Nguyên Thủy, thầy trò Pháp Lưu không trách gì đâu. Nhưng mà thầy phải rút kinh nghiệm về mặt đạo đức nhân quả. Đạo Phật là một nền đạo đức nhân quả, không gieo bất an. Cho nên chúng ta phải hiểu nhân quả vua quan là nhân quả cầm đao. An hòa với chính quyền bao nhiêu còn chưa đủ, gây thù hận
đó là một sự ngu dốt, vô minh. Cho nên chúng ta không theo đuôi a dua theo thế lực chính trị, không bàn luận chuyện vua này vua kia, nhưng chúng ta phải tôn trọng. Tôn trọng, không bàn luận, không bàn luận cái việc chính trị, nhưng phải tôn trọng hiện tại, không gieo nhân quả thù hận với vua quan. Đây là chân lý sống, bình an. Cho nên thầy Pháp Lưu ở đây sống chân chính. Chính quyền họ xuống kiểm tra liên tục, công an xuống suốt ngày, nhưng thầy Pháp Lưu làm việc chân chính, sống chân chính, được mọi người kính trọng, mà mọi người xóa bỏ đi nghi ngờ. Trước kêu gào như thế, chính quyền họ nghi ngờ chúng ta, họ sẽ cản trở chúng ta, đụng đến lưỡi dao. Cho nên đây là sai, là hại anh hại em, là phá trưởng lão, phá đạo, chứ không phải là một đạo đức nhân quả. Thầy Pháp Lưu không có đi chia rẽ, không có đi bài bác ai những cái gì sai, thì phải là một bậc chân nhân, phải nói cho nó đàng hoàng. Nói mà không có nói sai, không nói lật lọng, không nói uốn lưỡi, không nói nghiêng bên này bên kia. Chứ những cái gì là sai, có hại. Cho nên Đức Phật dạy những người hay ngăn người ác, người làm ác, được người hiền kính yêu, bị kẻ ác không thích. Mọi người có tà kiến, có thù hận thầy Pháp Lưu thì cũng không sao đâu. Những cái gì cần nói phải nói. Thế thì cái việc quay lại cái việc lập chùa triển tu viện là không được, không thể làm được đâu. Bởi vì chùa triển bây giờ nó phải có cái nơi công nhận thờ tự, mà người ta lập hết rồi, các tông phái lập hết rồi, Tịnh Độ Mật Tông, Thiền Tông chiếm cứ hết rồi, người ta lập từ trước rồi. Chúng ta mới dựng lại chánh pháp của chúng ta, lấy đâu chỗ cho chúng ta? Rừng thì nhà nước giữ, đất đai thì của nhân dân, lấy đâu ra chú xứ? Cho nên trưởng lão Thích Thông Lạc luôn mong muốn là các con phải gắng chung lưng đấu cật, lập chú xứ chuyên tu. Nhưng mà chúng ta lập lên thì cứ lập lên lại hỏng, tốn tiền bạc thời gian của Phật tử, kêu gào hô hào nay đây mai đó, đổ vỡ nhân quả, làm sai, làm không đúng đạo đức, không có chân chính, nhìn mắt nhân quả không thấu, cho nên làm khổ mình khổ người. Ngay cái trung tâm an dưỡng Ninh Bình đổ vỡ, bao nhiêu tiền của công sức của mọi người đổ vỡ. Thầy Pháp Lưu có đọc cái lời mà thư của trưởng lão viết cho thầy Thanh Quang ấy, thầy bây giờ thầy mất rồi. Thầy biết, thầy Pháp Lưu mới biết được nguyên nhân do sao nó đổ vỡ. Không nghe lời trưởng lão, không làm đúng, không giữ đúng cái giới đức giới hạnh, không chân chính, không có tu tập. Cho nên giới luật là hộ pháp, giới đức là niềm vui, giới hạnh là an lành, giới hành là trí tuệ. Cho nên chúng ta 8 năm trưởng lão ra đi, chúng ta chỉ có thấy mất đi thôi, chẳng thấy thêm lên. Mất phước đi mà chẳng thấy mất thêm lên. Chùa Chi Đông ngoài này thì cũng không khó bề nhúc nhích phát triển được. Chắc 10 năm nữa thì thế thôi. Nhưng mà cũng mất đoàn kết, cũng ông chẳng bà chuộc. Đây thầy Pháp Lưu nói thật, chẳng vào với nhau, trên dưới không đồng lòng,
rồi chùa Thanh Quang, à, chùa chùa thầy Thanh Quang rồi. Ngọc Thanh Quảng Ninh rồi, giờ cũng coi như mất rồi, về thuộc người ta. Một số nơi thì cứ làm lên rồi lại hỏng, làm lên lại hỏng, tốn tiền tốn của, không thấy. Rồi có làm lên cũng không thể hoạt động, bị kìm kẹp khó khăn. Cho nên cái dự án của thầy Pháp Lưu là một con đường sáng, là một kinh nghiệm trí tuệ, là một nền đạo đức cho mọi người nên suy nghĩ, nên suy nghĩ. Nên suy nghĩ để làm. Làm thế nào đây? Bắt đầu từ đâu đây mới là vấn đề. Chúng ta phải xét từng vấn đề nhân quả một, xét từng vấn đề nhân duyên nhân quả để đi chính xác. Trong cái phương án thành lập trung tâm an dưỡng, thầy Pháp Lưu cũng nhận ra cái ý của trưởng lão, nhận ra cái ý của trưởng lão. Cho nên thầy Pháp Lưu đã nhận ra. Nhưng cái cách làm trưởng lão nói phải tùy khéo léo, nhiều hình thức. Chứ đây là thầy mới chỉ trình bày cái phương án thôi. Còn các con phải khéo tổ chức đời sống tu hành, phải khéo làm nhiều hình thức khác nhau. Làm sao cho nó đúng. Cho nên khi mà đọc cái bài khéo tổ chức đời sống tu hành của trưởng lão viết, thầy Pháp Lưu hiểu ngay. Thì ra lâu nay mình đã làm như vậy rồi, hôm nay mới đọc được lời trưởng lão thôi. Bởi vì cái ý của thầy Pháp Lưu nó trùng với cái ý của trưởng lão. Những gì trưởng lão nghĩ, những gì thầy Pháp Lưu nghĩ, những gì thầy Pháp Lưu tính toán khi dở sách trưởng lão ra, nó đều trùng khớp. Đây là một sự tương ưng, vì tu tập, vì tu tập mà có tương ưng. Cho nên thầy Pháp Lưu cùng các trò 3 năm qua đã hoàn thành bước 1, làng Nguyên Thủy đã mọc lên theo đúng ước nguyện của thầy trò. Đến hôm nay xin nói với mọi người là đã kết thúc, gần như kết thúc, gần như kết thúc một chặng đường và bước lên một chặng đường mới, bước lên một chặng đường mới, một tầm mới vững vàng hơn, lớn mạnh hơn. Cho nên hôm nay thầy Pháp Lưu mới trình bày cái phương án, dự án đấy cho mọi người. Chúng ta, thứ nhất về mặt pháp luật chúng ta phải tôn trọng. Thứ hai về mặt giáo giới phải tôn nghiêm. Thứ ba về mặt tinh thần đạo đức, 6 điều phải đoàn kết. Thứ tư là phải hết sức tỉnh táo, trí tuệ mới làm được. Cho nên đòi hỏi những cái yếu tố hợp thành ấy, điểm lành ấy chúng ta mới làm được. Cho nên cái khu vực làng tu chuyên tu chú xứ nó đã xong. Nó đã xong một cách hợp pháp, về mặt pháp luật phù hợp. Phù hợp về luật đất đai, phù hợp về luật xây dựng, phù hợp về luật cư trú và phù hợp về mặt đời sống thiên nhiên, sinh thái môi trường, về đạo đức hiếu sinh. Nó phù hợp về mặt thanh bần của giáo giới, đơn sơ mộc mạc mà gọn gàng. Nó phù hợp về mặt thanh quy, là tổ chức chặt chẽ, thanh tịnh, tôn nghiêm. Nó phù hợp về mặt đạo đức tâm tình con người, đó là sự hòa ái, đoàn kết giữa các thành viên, thầy và trò. Cho nên đây là một sự thành tựu bước 1
Thầy Pháp Lưu rất ít khi vẽ ra viễn cảnh tương lai, trừ những khi cái gì mà nó chắc chắn, thầy Pháp Lưu mới trong tầm tay mới nói. Có những cái việc thầy Pháp Lưu làm xong rồi, khi thầy Pháp Lưu nói, mọi người mới ngỡ ngàng, té ngửa người ra. Cho nên làm rồi mới nói, mà nói thì phải làm, làm là phải đúng, chính xác. Cho nên cái phương án của làng tiếp theo đó là xây dựng các cái khu cho cư sĩ, cho gia đình cư sĩ vây quanh để bảo vệ, đoàn kết với khu chuyên tu của thầy cô và các tu sinh. Cái phương án này là phương án mở mang đời sống cư sĩ xung quanh, để bên cạnh các cái tu sinh, để các cái tu sinh làm cái pháp sông khói cho cư sĩ xung quanh. Cho nên thầy Pháp Lưu bắt đầu đón nhận các gia đình cư sĩ, gia đình nhé, gia đình cư sĩ về xung quanh trong năm nay và đầu sang năm. Có những người khó khăn thì thầy trò sẽ giúp đỡ, nhưng có những người giàu có thì tự lo. Tại sao chúng ta lại không đoàn kết xây dựng một vùng đất lành? Tại sao các gia đình cư sĩ sống ở đâu trên Tổ quốc cũng là sống? Tại sao không đất lành chim không đậu? Người ta gọi đất lành chim đậu. Tại sao lại gia đình cư sĩ không về đây sinh sống? Thầy Pháp Lưu nghĩ vấn đề này rất là lâu. Chẳng lẽ đất Yên Bái vô duyên thế ư? Người ta có thể di cư vào Nam ra Bắc, di cư cả ra nước ngoài. Chẳng lẽ các gia đình đất Yên Bái này mà lại vô duyên thế ư? Lại không đón nhận những gia đình cư sĩ lành về đây sinh sống, thành quần thể để xây dựng một thành phố tốt lành, để xây dựng một cuộc sống yên vui. Tại sao không? Thầy có xin ý kiến cái này với lại các anh lãnh đạo chính quyền có liên quan. Chúng ta về sinh sống hợp pháp để tiện sống yên lành bên nhau, để bảo vệ đời sống bình yên cho nhau, để sống an hòa bên nhau, để cùng xây dựng quê hương tốt lành, để cùng xây dựng vùng đất tốt lành, để cùng nuôi dạy con cái, để cùng làm ăn của các cư sĩ, để sau này thân cận, có cái điều kiện gần gũi các bậc thiện hữu, được các bậc thiện hữu làm pháp sông khói để tiện duyên, thuận duyên tu tập. Con cái lớn lên ở vùng đất này, ở Yên Bái thì nó học hành ở đây được nhà nước rất quan tâm. Chất lượng đào tạo của Yên Bái là một trong những cái nơi có tỷ lệ học sinh giỏi rất là cao, quốc tế và toàn quốc. Trẻ em ở đây đi học không tốn tiền của như là các tỉnh khác đâu. Chính sách giáo dục Yên Bái rất là tốt. Xin nói với mọi người như vậy, để các gia đình cư sĩ yên tâm khi mà trở về bên thầy Pháp Lưu xây dựng vùng đất lành. Vùng đất của năm giới đạo đức làm người, vùng đất của sự an lành yên vui, vùng đất của sự không có trộm cướp, không có tranh giành, không có chống đối, không có sát hại môi trường muôn loài, không có rượu chè, không có nói láo, không có nói dối,
không có nói gì, vu vạ cho nhau. Năm giới đức làm người đó, ở một miền đất mà ai cũng như vậy, có phải vui không? Trưởng lão bảo tại sao mình cứ phải sống gần người ác, tại sao không tìm bạn lành mà chơi? Sống ở quê hương các bạn, luôn gặp những điều uế ác, con cái lớn lên gặp những điều tệ nạn, tiêm nhiễm, chế độ giáo dục không tốt, đời sống pháp luật, an ninh trật tự không tốt, không được đảm bảo. Con cái lớn lên sẽ theo cái nhân quả xấu, tham gia các tệ nạn xã hội. Tại sao không về Yên Bái, miền đất đáng sống? Ở đây chi tiêu thì gia đình rất là rẻ. Đây là thầy Pháp Lưu trình bày cho mọi người thấy, để các gia đình cư sĩ về đây được tự lập, tự chủ. Cái phía các gia đình cư sĩ, thầy Pháp Lưu không chỉ giúp đỡ thôi. Giúp đỡ thôi để cho các cư sĩ thuận duyên, chứ không có phải là trong cái vùng quản lý truyền tục. Đây là các gia đình cư sĩ, dự án gia đình cư sĩ. Đất đai Yên Bái thì rẻ hơn các tỉnh khác. Không khí thì trong lành, ôn hòa, mát mẻ. Mùa đông thì không có gió buốt, mùa hè thì mát mẻ, cây cối thì xanh tươi, không khí thì trong lành, trật tự an ninh rất tốt, đời sống giáo dục con em rất tốt, và chi tiêu rất là hợp lý, rẻ hơn các nơi khác, và cái chất lượng sống về môi trường rất tốt. Tại sao các bạn không tìm đất lành này để cùng nhau xây dựng lên một miền đất đáng sống, tiêu biểu? Trưởng lão có viết cho một cái thư cho một tỳ kheo đem ra làng. Trưởng lão ý nhắc khéo là Yên Bái. Có cái chuyện này cả làng ai cũng biết. Cái vị tỳ kheo nói cái lá thư đó. Yên là yên ổn, yên là yên bình, yên là yên vui. Bái là tìm về, bái là chiêm bái, tìm về nơi yên vui để chiêm bái điều lành. Tại sao không? Cho nên chúng ta tại sao không đoàn kết với nhau? Ngay như trưởng lão Thích Thông Lạc còn được Quốc hội khen là gương điển hình tiên tiến trong xây dựng và bảo vệ, xây dựng công cuộc xây dựng đổi mới đất nước. Thế và thầy Pháp Lưu có đọc ở trong một cái văn kiện của chính quyền một cái nhiệm kỳ mới, có một cái rất là hay thế này. Lấy chính quyền Yên Bái, người ta nhiệm kỳ này người ta lấy cái mục tiêu hạnh phúc, chỉ số hạnh phúc của người dân là mục tiêu phát triển. Cái từ hạnh phúc đã được nhắc đến bởi vì đạo Phật chính là tìm về sự hạnh phúc chân thật, giải thoát mọi khổ đau. Tại sao lại không? Cho nên 2-3 gia đình cư sĩ đã được thầy Pháp Lưu trợ duyên giúp đỡ và trở về đầu tiên trong năm nay để được gần gũi các bậc sa môn, gần gũi các bậc thánh hạnh. Con cái lớn lên dưới từ trường ấy sẽ được yên vui, được tốt lành. Mà nói về làng Nguyên Thủy, các vị đừng nghĩ làng Nguyên Thủy nó là cái gì xa xôi. Nói như một số thầy của miền làng Nguyên Thủy, ông Pháp Lưu là miền biên địa xa xôi. Không có đâu.
Các vị đang bị nhầm to về mặt địa lý. Làng Nguyễn Thủy Yên Bái nằm giữa lòng thành phố Yên Bái, một ốc đảo rộng lớn xanh tươi mà thầy Pháp Lưu đã chọn miền đất này đặt chân về để tính toán cho tương lai. Làng Nguyễn Thủy Yên Bái giữa lòng thành phố nhưng lại không ồn ào, đi lại thuận lợi. Ở đây đi đường cao tốc Nội Bài đi đến sân bay có hơn 109 cây số, xe chạy tốc độ 100 km/h ra đến sân bay. Đường cao tốc rất đẹp. Thứ hai, giao thương ở đây đi các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc thuận lợi, về thủ đô Hà Nội rất gần. Mà đây cũng là một cái giải đất cùng với Phú Thọ, là giải đất trung tâm, giải đất phát tích đất tổ vua Hùng. Làng Nguyễn Thủy của thầy Pháp Lưu và các trò cách đền mẫu Âu Cơ, Âu Cơ Lạc Long Quân đó, cái nôi của người Việt ấy, có 12 km. Cho nên mọi người hay bị nhầm về mặt địa lý, nghĩ là làng Tu, làng Nguyễn Thủy nó là miền biên địa xa xôi. Các vị đang bị nhầm lẫn. Cho nên ở đây thầy Pháp Lưu đã chọn lựa. Đức Phật dạy rằng có phước thì sinh sống ở trung tâm đất nước, có các bậc thiện hữu tri thức qua lại. Còn vô phước thì sinh sống ở miền biên địa xa xôi, đất cày lên sỏi đá, không có những bậc thiện hữu giảng dạy điểm lành. Thế cho nên ở đây là trung tâm đất nước từ 4.000 năm xa xưa. Ngày xưa Đức Phật đi qua vùng, khi Ngài nhập diệt ở Kushinaga, gọi là Câu Thi Na, Ngài có nói rằng với A Nan rằng: này A Nan, ngươi ông có biết chăng, xưa đây xưa kia cái vùng này là một vùng giao thương buôn bán tấp nập, một vùng có rất nhiều thương nhân qua lại, có rất nhiều bậc hiền trí đi qua đây. Vùng này xưa kia rất là tốt lành. Cho nên Đức Phật chọn rời bỏ thế gian, nhập thể Niết Bàn ở tại Kushinaga, bên hai gốc cây Sala. Cho nên thầy Pháp Lưu vẫn hay nói vui với mấy ông thầy quen: tại sao các thầy lại cứ đi xây chùa ở cái vùng heo hút biên giới? Các thầy bị nhầm lẫn, nơi đó đâu có duyên, đồng bào đâu có duyên. Tiếng thì không biết, sách thì không biết đọc, rồi truyền đạt không hiểu. Cho nên ngày xưa Đức Phật chọn những thành Vương Xá, Câu Thi Na, Lâm Tỷ Ni, những cái nơi trú xứ thánh địa của Đức Phật nó đều gần khu thành quách, gần khu trung tâm. Tuy nó vắng lặng, tuy nó vắng vẻ, tuy nó bình yên nơi thánh địa, nhưng nó rất gần trung tâm. New Delhi rất gần cái xứ Kuru, Đức Phật thường về đó. Cho nên trưởng lão cũng dạy chọn chỗ tu hành. Trong sách trưởng lão có cái dạy cái chọn chỗ tu hành. Đi lại nó không khó khăn quá, khất thực cũng không khó khăn, đời sống không khổ cực quá, có nơi thanh tịnh, đó là một điều tốt lành. Thế cho nên về cái phương án khu cư sĩ, thầy Pháp Lưu sẽ đón nhận các gia đình cư sĩ. Tại sao thầy Pháp Lưu đón nhận gia đình cư sĩ về đây sinh sống? Bởi vì con đường của cư sĩ không phải là con đường rời bỏ gia đình.
không phải là con đường không giữ tài sản. Cư sĩ được phép cất giữ tài sản, được phép có gia đình và chuyên tu, tu tập tinh tấn cho đến khi chuyên tu, nhập thất tu hành, hoàn thành nghĩa vụ về mặt đạo đức với gia đình, nhân quả gia đình. Bởi vì do cái hoàn cảnh đấy không thể xuất gia thì chọn con đường làm cư sĩ. Cho nên trưởng lão nói, sách của thầy viết cả rồi, cư sĩ thì tu như thế nào để đi đến chứng đạo, tu sĩ thì tu như thế nào, nó có cả rồi. Xưa nay chúng ta cư sĩ có vợ có chồng thì cứ thích bỏ nhà cửa tài sản, sai đường. Tu sĩ thì lại ôm tài sản, lại sai nữa. Tu sĩ thì thích tài sản, xe cộ, chùa to vật lớn, thích sung sướng, kẻ hầu người hạ rồi, thích ngồi cao, thích tiền bạc. Người cư sĩ thì lại bỏ nhà cửa tài sản. Hạnh phúc của người cư sĩ là hạnh phúc của tài sản làm ra một cách chân chính. Hạnh phúc của gia đình hữu hạnh, giải thoát ngay đó. Một cư sĩ mà sống với tâm tình của một người ly dục ly ác pháp, hướng tới đời sống giải thoát, một người đó tâm cũng đã xuất gia, ly ra khỏi đời sống dục giới. Khi cần có thể nhờ gia đình nuôi cơm, nhập thất tu hành đều có thể chứng quả A-la-hán nhé. Trưởng lão nói nhé, không phải thầy Pháp Lưu nói đâu. Vậy tại sao chúng ta không giúp đỡ những gia đình cư sĩ về đây với thầy Pháp Lưu để sinh sống lành, để rồi tiến tân thân tới đời sống lành, xây dựng quê hương tổ quốc, đóng góp cho sự phát triển của miền đất Yên Bái này, và tại sao lại không tiến lên đến quả cuối cùng? Tại sao? Cho nên thầy Pháp Lưu quyết định làm việc này. Khu chuyên tu là khu chuyên tu, khu cư sĩ là khu cư sĩ. Khu tu sinh, thầy Pháp Lưu đã dựng xong khu tu sinh, chuyên tu. Tuy nó còn phải cố gắng nữa để hoàn thiện nó, vất vả đấy, nhưng phải nỗ lực. Còn khu cư sĩ, thầy Pháp Lưu bắt đầu đặt dự án. Những gia đình cư sĩ về đây sống lành. Có những gia đình cư sĩ vì nhân duyên, cả hai ông bà không thể xuất gia, vì con, vì cháu, có thể lập gia đình tại đây, chuyển gia đình về đây, để cùng với làng được an dưỡng, được dưỡng thân tâm tuổi già, được sinh sống lành, con cháu thường đến thăm. Hay không các bạn? Những gia đình nuôi con nhỏ có thể đủ điều kiện, có thể rút quân về đây. Và thầy Pháp Lưu còn tính cả đến những, đấy là những nhà có điều kiện. Còn thầy Pháp Lưu còn tính cả đến cái nước xung quanh làng thầy Pháp Lưu. Thầy Pháp Lưu được tính cả rừng cây ăn trái, sinh thái tốt lành, rồi những việc làm nho nhỏ, những gia đình cư sĩ nghèo khổ không có tiền nuôi con ăn học, có thể hưởng được cái phước lành từ cây cối, bán hoa trái. Thầy Pháp Lưu trồng rất nhiều mít đặc sản, rất nhiều bơ. Những người nghèo khổ thầy Pháp Lưu cho lấy cái đó sinh sống nuôi con, nương theo làng tu, để mà được đời sống tốt lành mà tu. Thương yêu con người từ già đến trẻ, thương yêu con người từ tu sĩ đến cư sĩ, đó mới là tâm tình của đạo Phật, đó mới là tình yêu cao lớn nhất của Phật. Tại sao lại không làm việc này? Thầy Pháp Lưu sẽ làm việc này một cách tốt lành, hợp về mặt pháp luật, hợp về mặt tôn giáo, cũng hợp về mặt đời sống con người, cũng phù hợp về quyền tự do
của con người phù hợp với hiến pháp. Tại sao không? Cho nên còn 3 năm nữa để thầy Pháp Lưu nỗ lực của khu chú xứ chuyên tu, vất vả sống đó đấy, nhưng sẽ làm xong. Còn khu cư sĩ, thầy Pháp Lưu sẽ trợ duyên, giúp đỡ, chỉ bày. Và thầy Pháp Lưu đều tính cả các phương án đó. Thầy Pháp Lưu còn đang thử nghiệm sầu riêng ở vùng đất này. Thầy Pháp Lưu không ham làm kinh tế, nhưng thầy Pháp Lưu phải tìm cách cho gia đình cư sĩ sinh sống. Những gia đình cư sĩ khổ, có điều kiện an vui, rồi tạo duyên cho dân chúng. Nếu thành công vụ sầu riêng, một vụ thôi, một cây thử nghiệm thành công thôi, với vùng đất Yên Bái trù phú này, trong khi miền trong ngập mặn, sầu riêng phải đi nhập nơi khác về. Chứ thầy Pháp Lưu sẽ tính toán phương án phát triển kinh tế. Gia đình cư sĩ phải làm ăn kinh tế, chánh nghiệp mà, bằng sự chân chính lao động của mình. Không cẩn thận đất Yên Bái còn giàu thì sao? Chúng ta tại sao lại cứ né tránh việc giàu có, trong khi chúng ta là cư sĩ? Đó là hạnh phúc mà. Nhiều người tu yếm thế, cái chỗ này hiểu sai lời trưởng lão Thích Thông Lạc, hiểu sai đạo Phật. Thầy Pháp Lưu xin đọc bài kinh Pháp Cú của Đức Phật này, để mọi người hiểu thế nào là cư sĩ chánh nghiệp. Rời bát chánh đạo là các vị nhân quả nó đập các vị te tua, các vị có tu không bao giờ thành đạo. Thầy đọc cái câu Pháp Cú về chánh nghiệp của Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú. Khi trẻ không nỗ lực, không tìm kiếm bạc tiền, về già như cò già, bên bờ ao không cá, bên ao không tôm cá. Khi còn sức trẻ, một cư sĩ còn vợ còn con, Đức Phật cũng dạy nuôi vợ và nuôi con là điểm lành tối thượng, săn sóc các bà con là điểm lành tối thượng, thường tới gặp sa môn là điểm lành tối thượng, đúng thời đàm luận pháp là điểm lành tối thượng, biết hay nghề nghiệp giỏi là điểm lành tối thượng. Điểm lành để chúng ta tiến về xứ Phật, trong khi chúng ta không có điều kiện tốt lành thì phải tự mình tạo duyên cho mình chứ. Tự mình nỗ lực trên bản thân mình. Thế thầy Pháp Lưu giải thích cái bài kinh Pháp Cú Đức Phật dạy chánh nghiệp, dạy con người siêng năng làm ăn cần lao. Khi trẻ không nỗ lực, không tìm kiếm bạc tiền, về già như cò già, bên ao không tôm cá. Cái lúc trẻ còn sức lực, không lo chánh nghiệp làm ăn nuôi vợ nuôi con, không tìm kiếm bạc tiền cho đầy đủ để mà đóng góp cho hạnh phúc gia đình, thì lúc về già không có sự chắt chiu, không có sự dành dụm, thì lúc về già đã yếu rồi, đã già rồi, đã già đã yếu rồi, lại còn không có tiền bạc, không khác gì những cái con cò. Con cò nó đi kiếm ăn, nhưng con cò già sức lực không còn này, con cò già thì sức lực không còn, mà lại ngồi bên cái bờ ao chờ, lại cái ao đó nó lại không có tôm có cá, thì có mà khổ đau, đúng không các bạn? Một người cư sĩ phải biết chắt chiu làm ăn, dành dụm, chánh nghiệp, lo toan, chu đáo. Đức Phật dạy một người vợ là một người chu đáo quản lý tài sản gia đình, đó là một vợ như người ông, là một vợ tốt lành, đó là một cư sĩ thuần thành, để tiến lên chánh niệm, chánh định chứ. Tại sao không hoàn thành cái bước 1 mới đi tu bước 2? Cái nhảy cóc có mà đổ trưởng lão bảo tu sai đấy. Trưởng lão có nói này, hình như các cư sĩ Phật tử chẳng hiểu gì tôi nói. Tu sai đổ vỡ nhân quả còn khổ hơn lúc chưa tu, vì tu lộn ngược, chưa tu lớp 1, lớp 2, lớp 3 đi tu lớp 4, lớp 5. Ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An có rất nhiều người cư sĩ hiểu sai đạo Phật, ly về ly dục ly ác pháp, bỏ nhà bỏ cửa, bỏ tài sản, nó trốn lên rừng lên núi tu, đi tìm đường tu, nghĩ là đọc cái bài kinh Sa Môn Quả là
Samvul Gautama không sống, không gia đình, không nhà cửa, không tài sản, bắt đầu hoài bão nổi lên, đi sai đường, mong giải thoát mà đi sai đường, sai đường, trật đường. Thì đáng nhẽ mình đi con đường cư sĩ thì tu chứng đạo, giờ đi con đường Samvul Gautama là tu sĩ, khất sĩ, chọn cửa sanh y, trong khi mình phải chọn cửa vô minh, giới đức giới hạnh. Cửa vào đạo đi sai, khi quay trở về thì nhân quả gia đình tan thành, lành chành bành, gia đình con cái bắt đầu lộn xộn, nhà cửa thì tan hoang, khổ đau tiền bạc không có, trở về còn khổ hơn lúc chưa tu. Gieo nhân quả khổ, tự mình làm khổ mình, vì ngu si vô minh, không có thầy nào dạy cho nó đúng, không có thầy nào quán nhân duyên nhân quả mà dạy cho nó đúng. Cho nên trưởng lão Thích Trung Lạc mới nói, một tỳ kheo dạy đạo phải là một tỳ kheo thông suốt 12 cửa vào đạo. Nhìn cái người này nó đi cửa nào, chứ cái người này nó đi cửa A mình dẫn nó đi cửa B, thế là toi nhà nó rồi. Chết rồi. Người chỉ đường rất là quan trọng các bạn nhé, phải là bậc tu chứng đạo. Nếu các bạn nghe một bậc thầy mà nó không tu chứng đạo, nó chỉ đường tu cho các bạn, là các bạn xuống hố. Xuống hố. Cho nên những người theo thầy Pháp Lưu tín tâm một lòng, xưa nay thầy Pháp Lưu đã chứng minh bao nhiêu gia đình được an vui, hiểu ra, đi đúng đường. Bao nhiêu tu sĩ tu tốt lành, bao nhiêu tu sinh chuyên tâm thập giới tốt lành, bao nhiêu cư sĩ gia đình xua tan bệnh tật, bất hòa khổ đau, tiến tu lên cao hơn. Các bạn đi sai các bạn chết, kể cả tu sĩ hay là cư sĩ, bước nhầm đường là chết, sôi hỏng bỏng không. Cho nên thầy Pháp Lưu tính chuyện cho cư sĩ, bởi vì lực lượng cư sĩ hiện nay rất là đông, tại sao không tính cho họ mà cứ phải nhăm nhăm vào con đường sanh y của tu sĩ. Thế cho nên tứ chúng đồng tu, nam nữ tu sĩ, nam nữ cư sĩ hòa đồng bên nhau là cách tốt nhất xây dựng đời. Cư sĩ thì xây dựng đời sống tốt lành, xây dựng quê hương, làm ra của cải vật chất, làm ra điều tốt lành cho xã hội, cho bản thân mình, cho xã hội, nuôi con nuôi cái trưởng thành tốt lành, rồi chuyên tu lên cao hơn, được sống trong từ trường lành, có môi trường tốt lành. Còn tu sĩ thì chuyên tâm khất thực tu trì. Chánh nghiệp của tu sĩ là xin ăn, tu sinh là xin cơm ăn tu hành. Cho nên cái khu xin cơm là chỉ có cái khu bây giờ thầy Pháp Lưu đang làm thôi. Còn cái khu cư sĩ này mà nó khác đấy. Nhưng dưới sự chỉ bày, dưới sự dẫn dắt, trợ giúp động viên của thầy Pháp Lưu và mọi người, Mai Phạm đang nghe sao đó. Phải mẹ của Lý San không? Thầy có nhiệm vụ cho Lý San, cho một dự án khác cũng hay không kém. Dự án khu chuyên tu thầy Pháp Lưu gần như đã, chắc cũng phải còn một thời gian 1-2 năm nữa. Cái dự án này là dự án nặng nề nhất, khó khăn nhất, từ về mặt pháp lý, từ về mặt tổ chức xây dựng, từ về mặt quản lý là khó khăn nhất. Nên cái khu bây giờ là tiếp tục phải 2 năm nữa là hoàn thành kế hoạch, 3 năm lần thứ hai mới hoàn thành. Và song hành, thầy Pháp Lưu đẩy tốc độ dự án cư sĩ xây dựng quê hương. Chúng ta sống đúng, tôn trọng pháp luật, tôn trọng điều lành, hướng theo điều lành. Nay mai có rất nhiều, kể cả khu gia đình cư sĩ này, có rất nhiều vị về hưu giáo chức này,
đã bắt đầu đăng ký với thầy Pháp Lưu rồi. Bởi vì chồng vợ không đồng ý cho xuất gia thì thôi, hai ông bà về đấy làm nhà mà ở, con cháu đến thăm, vui tu, vui sống, đóng góp điều lành cho quê hương này, và cùng vui pháp sông khói cùng các tu sinh. Hay không? Đấy là khu thầy Pháp Luân sẽ có 3 khu. Khu bây giờ là khu chuyên tu. Khu chuyên tu này thầy Pháp Lưu đều làm đúng về mặt pháp luật. Pháp luật về đất đai, pháp luật về cư trú và pháp luật về sinh sống, pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Cho nên các cái khu này là đều được sự đồng lòng đoàn kết, thầy trò chung tay chia nhau đứng ra quản lý, gánh vác, thống nhất. Cho nên tất cả dưới bàn tay thầy Pháp Lưu là một người nhạc trưởng, cầm cái đũa chỉ huy dàn nhạc đồng ca mà thôi, tức là người chỉ đường. Chứ thầy Pháp Lưu song khu cư sĩ, một làng quê xinh đẹp của các gia đình cư sĩ, một khu sinh thái, một nơi đáng sống, một nơi thịnh vượng, một nơi giáo giới môi trường sinh thái hiếu sinh, một nơi năm giới đức con người được mọc lên. Nó sẽ không khác gì một thiên đường. Đây là nó sẽ bao quanh. Tại sao thầy Pháp Lưu chọn cái khu đất này? Bởi vì 2/3 nó được bao quanh bởi suối. Suối nó ngăn các khu phố xung quanh, mọi người không thể nào xâm lấn được sang. Một đằng là núi đồi, cho nên như một khu an lành, thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Ai có về thì biết. Những kiến trúc sư ở Hải Phòng, kiến trúc sư ở Nam Định lên có hỏi, khi mà lên làm cái quy hoạch đô thị cho Yên Bái mới hỏi, ai kiến trúc cho thầy Pháp Lưu đấy? Thầy Pháp Lưu bảo, thầy tự kiến trúc. Anh bạn của Kỳ mới nói là, trời, con cứ tưởng thầy thuê kiến trúc sư. Với con mắt hợp lý, chính xác, tĩnh tâm, bất động, soi xét, sắp xếp nhân duyên, nhân quả, hoàn cảnh, điều kiện. Cho nên xong khu cư sĩ, và với sự công, với cái sự tri ân của mọi người, thầy Pháp Lưu trong sang năm 2021, dưới cái sự tri ân biết ơn của mọi người đối với thầy Pháp Lưu và thầy trò làng tu, dưới sự đồng lòng tri ân chính đáng, thầy Pháp Lưu sẽ cùng các trò thành lập trung tâm an dưỡng một cách hợp pháp về mặt pháp luật, để chăm sóc, giúp đỡ những người bệnh tật, những người già cả khổ đau, để cho người già được an dưỡng, người bệnh được an dưỡng. Có khu người già để cho các bậc cha mẹ già được đến đây vui chơi học đạo đức, như trưởng lão nói. Và có khu cho người bệnh để an dưỡng, dưỡng thân tâm, dưỡng bệnh tật, tu tập, đẩy lùi bệnh tật. Như vậy gộp chung thành khu an dưỡng. Khu an dưỡng này sẽ về mặt hợp pháp, sẽ có những người chăm sóc đàng hoàng, sẽ có cơ chế hoạt động rõ ràng về mặt pháp luật,
Và chính điều này Mai nhớ hứa với thầy nhé. Sau khi hoàn thành, thầy sẽ giao khu này cho Lý San, cô học trò đang được đào tạo chuyên y về Đông y. Thầy sẽ truyền cho Lý San những kinh nghiệm để hướng dẫn người, cộng với lại sự chữa bệnh hợp pháp, được nhà nước, được Sở Y tế công nhận, được cho phép mở mang, và cộng với cái việc hướng dẫn người bệnh, những sa môn giúp đỡ để nhiếp phục bệnh tật một cách dễ dàng hơn. Như vậy khu này nay mai thầy sẽ giao cho cô trò Lý San, thầy sẽ giúp đỡ, và chính thức có thể thầy sẽ mở Tuệ Tĩnh Đường một cách hợp pháp. Xin đăng ký hẳn hoi về mặt khám chữa bệnh của Sở Y tế, hoạt động ngành y một cách hợp pháp. Nhưng cộng với đó là sự giúp đỡ của thầy và mọi người để những người bệnh khổ đau có cái cơ may được học đạo đức, nhân bản nhân quả, có cái cơ may được ôm cái sự dưỡng thiền, nhiếp phục bệnh tật. Tốt không? Trung tâm an dưỡng sẽ được thầy Pháp Lưu đặt mục tiêu là cái thứ ba. Như vậy, thầy Pháp Lưu và các trò ở đây thì sẽ đạt được ba mục đích. Tức là trưởng lão mong ước có khu chuyên tu, có đàng hoàng. Trưởng lão mong ước có trung tâm an dưỡng, có. Nhưng nó lại thêm một cái nữa vượt xa mà trưởng lão không ngờ đến được, lại còn kết quả tốt hơn, là có một vùng đất Phật yên vui, gia đình cư sĩ quây quần để xây dựng quê hương, nuôi dưỡng tăng ni và nuôi dưỡng người tu, hướng về sự tốt lành, tôn trọng luật pháp, làm việc chân chính, đời sống năm giới đức con người đạo đức, để mà xây dựng cái Yên Bái này, vùng đất này nó thành thiên đàng, làm cái nơi cho yên lành cho người bốn phương, thậm chí thế giới về đây chiêm bái. Cái đất này, cái làng này bây giờ nó đã cả thế giới muốn về chiêm bái rồi đó. Thầy Pháp Lưu nói thật, ngôi làng kỳ lạ nhất thế gian, người ta đã muốn về đất Yên Bái rồi. Chứ huống hồ là khi chúng ta đồng lòng xây dựng cuộc sống lành, chúng ta, thế cho nên thầy Pháp Lưu mới nói đầu, điều đầu tiên phải tôn trọng luật pháp sở tại. Cái điều thứ hai phải tôn trọng bản thân, tôn trọng đạo đức, tôn trọng cái đời sống nhân bản nhân quả mà hướng tới việc lành. Cái điều thứ ba phải là người có ý chí, phải là một sự đoàn kết, mà muốn đoàn kết thì phải có đời sống đạo đức. Cho nên dự án ngày hôm nay thầy Pháp Lưu đã có tư vấn, đã có xin ý kiến rập rạp với những cái anh lãnh đạo ở cơ sở đấy về cái ước mong của bản thân mình là cùng đóng góp cho quê hương xây dựng Yên Bái trở thành nơi đáng sống, nơi hạnh phúc. Tại sao lại không? Cư sĩ có nhiệm vụ của cư sĩ. Cái vùng đất này từ ngày xưa nó là một vùng đất bất thiện, bất an, trộm cướp như rơi, nghiện ngập, kim tiêm đầy đường, đường phục, khu đường đi lại bẩn thỉu, nhếch nhác, rác rưởi tối tăm. Chỉ sau 3 năm thầy trò về đây, động viên bà con, rồi thầy trò sống lành, người ta học theo. Vùng đất này bây giờ sắp, hiện tại nó đã đẹp nhất Yên Bái. Cuộc sống bình yên nhất Yên Bái, không còn trộm cướp, không còn tà ác, không còn tranh cãi chém giết nhau.
chứng minh cho điều lành. Khi chúng ta sống đạo đức, điều lành sẽ đến. Tại sao chúng ta lại không chân chính để vươn lên? Tại sao chúng ta lại không đoàn kết để tạo nên sự vĩ đại? Cho nên thầy mong thầy trò làng Nguyễn Thủy Yến Bái quyết tâm hướng đến giúp đỡ lẫn nhau, san sẻ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, anh em đồng đạo cùng thầy như chân với tay, như chân với tay, thương yêu lẫn nhau, đoàn kết lẫn nhau, cùng xây dựng đất Phật. Đừng hiểu đất Phật là một đất gì mơ hồ, là một miền đất lành của đời sống đạo đức, chính là đất Phật. Thầy Pháp Lưu tin, thầy Pháp Lưu đặt lòng tin và tác ý lòng tin. Cho nên cái điều này nó làm thầy Pháp Lưu phải quyết sống thêm 50 năm, 60 năm, cho trên 100 tuổi để nhìn thấy mọi người, nhìn thấy miền đất này được lan tỏa muôn nơi, để Tây Tàu sang ta một chiêm bái, học đời sống đạo đức, để khắp cả nước nhìn thấy nơi đáng sống, để thấy thiên đàng cực lạc ở thế gian. Cái gì cũng có thể lắm chứ. Ngạn ngữ của người Pháp có một câu nói: không có gì là không thể. Không có gì là không thể, có thể lắm chứ. Tại sao chúng ta lại không có lòng tin? Lòng tin, lòng tin vào điều lành, lòng tin vào nhân quả, lòng tin vào đạo đức của chúng ta, lòng tin vào trí tuệ của chúng ta, lòng tin vào ý chí của chúng ta. Cho nên hôm nay thầy Pháp Lưu trình bày đến đây, và chúng ta sẽ chọn lựa cho chúng ta một niềm tin chân chính, chúng ta sẽ chọn lựa cho chúng ta một đời sống chân chính, chúng ta sẽ chọn lựa cho chúng ta một con đường chân chính, đó là bát chánh đạo. Từ bỏ mọi điều mê tín, dị đoan, từ bỏ những yếu tố lừa dối của tôn giáo, từ bỏ những cái điều xấu ác, chúng ta xây dựng con đường bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy. Không có thần quyền, không có mê tín, không có chống đối chính quyền vua quan, sống an lành an vui, tiến tu tự mình, lấy chính mình làm hòn đảo, lấy giới luật làm thầy, lấy đạo đức làm thầy, lấy chính mình làm hòn đảo để mà tiến tới giải thoát khổ đau. Giải thoát khổ đau cho mình, giúp đỡ cho người, với cái tâm từ vô lượng, vô biên. Cho nên chắc chắn rằng, với sự tin yêu của các học trò, với sự đồng lòng của anh em huynh đệ, với sự tốt lành của những người bạn lành, chắc chắn dự án này của thầy Pháp Lưu có thể lắm chứ. Biết đâu sau 3 năm nữa nó đã thành rồi. Mới có 3 năm mà làng Nguyễn Thủy đã như một phép màu. 3 năm trước ai đến làng này và 3 năm nay đến thì không ai còn tưởng tượng nổi. Ngày xưa thầy Pháp Lưu bước chân về đây, quần áo rách, khi mà ra khỏi thất, quần áo rách tả tơi, tiều tụy xác xơ, hai bàn tay trắng, cơ cực. Thầy Pháp Lưu phải nhờ gia đình, phải gọi, phải điện, phải cầu xin cái cô vợ thầy Pháp Lưu ở tỉnh khác, lúc cái cô ấy đang dạy học ở tỉnh Lào Cai, bảo hãy về đây giúp nuôi chúng tôi, khổ quá. Thế thì thầy Pháp Lưu và các sư ở đây, thì cô bác mới trở về từ Lào Cai, bỏ việc về để thương các sư, thương thầy Pháp Lưu quá, về đây bán rau bán cỏ để nuôi các sư, cơ cực lắm, nó khổ quá. Cuối cùng sóng gió liên miên rồi chuyện trục trặc,
các sư không chịu nổi, rồi các sư sợ hãi, các sư chuồn sạch, còn mỗi một mình thầy Pháp Lưu. Nhưng bây giờ mà các sư quay về thì các sư không thể nhận, như lạc vào thiên đường mất rồi. 3 năm như một phép thần thông. Thần thông ở đó, thần thông ở đâu? Các sư có một số thì bây giờ thầy Pháp Lưu biết thừa là còn đang xấu hổ, chưa dám về thăm. Vì ngày ấy không chịu đựng được, không bất động trước sóng gió. Vài ba cơn sóng gió chuồn sạch. Cho nên đến bây giờ nó đã có một miền đất yên vui. Cả nước hầu như biết, thế giới, các trò khắp các nước đều biết, đều được hưởng từ trường lành ấy. Học trò các nước, các quốc gia đều được hưởng từ trường lành. Những người tin yêu ở các quốc gia khác, Tây Tàu có đủ, Đông Âu, Bắc Âu, Tây Âu đủ hết, Mỹ có hết, thậm chí tận các cái nước châu Á, Sri Lanka, thậm chí tận Nepal, quê Phật còn có người của làng tu. Người sinh ra ở Nepal, công dân Nepal, theo làng, kính trọng làng tu, tìm về, khao khát tìm về. Thế đúng như trưởng lão nói không? Sau này Tây Tàu nó sẽ sang ta, nó học đạo đức ấy các con ạ. Sau này có những cái điểm lành, rồi A-la-hán Việt Nam đi đầy đường. Chúng ta đang đứng trước một cơ hội phát triển. Hãy làm như thầy Pháp Lưu. Một cơ hội cho chúng ta. Đây là con đường của trí tuệ, con đường của đạo đức. Tại sao không? Mà cứ đi làm theo cái ý vô minh của mình, đi ngược chân lý, đi ngược đời sống nhân quả. Làm xong thì đổ vỡ, làm xong thì khổ mình khổ người. Cứ kêu là làm sao, suốt ngày đơn thư lên chính phủ, chính quyền, làm sao cho chúng tôi. Suốt ngày kêu ca phàn nàn, rác tai người ta. Người ta đọc mãi, nghe mình kêu ca mãi nó cũng chán. Hãy thể hiện mình là một người đạo đức chân chính, người ta sẽ tin. Nếu không có sự chân chính ấy thì không có học trò, những người tin theo điều lành, những người sống theo niềm an vui này. Học trò thầy Pháp Lưu có thể nói công khai ở đây. Học trò thầy Pháp Lưu ở người của làng Nguyên Thủy này, đến ngành an ninh trên Bộ Công an nó nhăn nhản. Nói được mà. Đạo Phật là nói thật, không che giấu. Trên Bộ Công an đầy, người ta còn cho mẹ, cho cha về đây. Tại sao người ta tin, trong khi người ta là cái người theo dõi an ninh? Tại sao các vị này cứ bị đập phá? Vì bị người ta ghét, làm sai, không có sự hợp tác, không có sự tôn trọng, chống đối thay chính quyền như ông Thanh Thiện, gieo nhân quả xấu ác cho trong nước, gieo nhân quả nghi ngờ, làm ngược lời trưởng lão. Còn ông có là La Hán hay là gì thầy Pháp Lưu không cần biết. Thầy Pháp Lưu chỉ cần là người đạo đức thôi. Ông là La Hán thì trên trời trên mây thầy Pháp Lưu không biết. Nhưng La Hán, một khi La Hán ra đời, nó sẽ tạo ra cơn chấn động. Điểm lành sẽ rung động. Các vị đọc lại sách trưởng lão xem có đúng trưởng lão nói. Nếu thực sự có một A-la-hán ra đời, điểm lành sẽ gây chấn động. Chấn động. Sự lành sẽ ngỡ ngàng. Cho nên cái việc đó, trong kinh Phật ghi, nếu một A-la-hán ra đời,
ánh sáng chiếu sáng muôn nơi. Thầy có một cuộc điện thoại quan trọng, chúng ta dừng ở đây. Xin chào mọi người.